Vâng ạ. Rồi, ngồi xuống nha. Xin mời hai bạn mở mặt nạ ra. Cái gì mà hoài, sáng mắt rồi hoài. Vì nghe danh tiếng chị Cát Tường đã lâu nhưng giờ em mới được gặp mặt chị đó. Thất vọng gì không? Dạ không, chị rất xinh đẹp ạ. Rồi, cảm ơn em. Lại chị cả. Rồi. Hơi lạnh, hơi rung nha. Trời, gặp bạn gái ở đây còn bất ngờ dữ nữa, đẹp dữ dội luôn. Em giới thiệu về mình trước đi, lớn nha, to rõ nha. Lời đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến chị MC Cát Tường, bạn gái đối diện. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Bá Sơn, sinh năm 1987, từ Hương Khê, Hà Tĩnh, nơi có núi Hồng Lĩnh, có dòng sông La, có điệu hát dân ca và câu hò vĩ dặm hết giận rồi lại thương. Hương em, địa linh nhân kiệt, sau truyền thống cách mạng và sâu thẳm tình người. Mặc dù em đã đi bôn ba khắp nẻo đường quê hương danh tiếng để làm rất nhiều công việc làm khác nhau, nhưng vẫn chưa có một người yêu đi cùng theo năm tháng với em. Hôm nay qua chương trình, em hy vọng sẽ kiếm được một nửa yêu thương của cuộc đời mình. Hay quá, có đầu tư và có sự chuẩn bị. Nhưng mà hiện tại em đang sinh sống ở đâu? Hiện tại giờ đang sống và làm việc ở Long Thành, Đồng Nai. Vào Đồng Nai lâu chưa? Dạ em cũng vào được hơn 5 năm rồi. Bây giờ mình đang làm công việc gì trong Đồng Nai? Dạ em làm công nhân thôi chị, chạy lái xe nưng trong quay kho và xuất hàng vào xưởng để cho các bộ phận trong. Gia đình mình còn ở ngoài quê hay là vào trong đây luôn rồi? Dạ ở ngoài quê chị ạ. Mà sau này mình định sẽ lập nghiệp ở đây hay là về quê? Em thấy công việc cũng đang ổn định và em thấy khu vực ở trong Nam làm ăn thấy được thì trước mắt thì làm ăn trong này. Đang dự kiến là ở trong này. Dạ. Rồi chào em gái, mình giới thiệu đi em. Em chào chị Cát Tường ạ, em chào bạn bên kia và chào khán giả đang xem chương trình. Em tên là Lê Thị Ngọc Mai ạ, sinh năm 1986 ạ. Dạ, quê em ở Nghệ An ạ. Em đang làm điều dưỡng viên tại bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2 ạ. Dạ, nằm ở Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương ạ. Em biết chỗ đó không? Thuận An, Bình Dương. Dạ em biết ạ. Từ đó lên chỗ em bao xa? Đi chắc hơn một tiếng đồng hồ đấy ạ. Cũng không có gì là bất tiện trong cái việc là tìm hiểu quen nhau đúng không? Dạ. Rồi thế em đang làm công việc đó bao lâu rồi? Dạ em làm được hơn 1 năm rồi. Mai cho anh hỏi là em ở đâu Nghệ An hả? Dạ em ở Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An ạ, gần nhà Bác Hồ đấy ạ. Biết không? Dạ. Tới chỗ đó chưa? Em có mấy người bạn làm cùng kể sơ qua là ở đó nhưng mà em chưa được đi tới ạ. 33 mấy, lập nghiệp hơi trễ đúng không? Còn em lúc mà em mới vào trong này thì em làm những công việc gì? Dạ, em làm công nhân ạ. Là từ bên cái lý do thôi thúc gì khiến em rời quê hương vào trong này lập nghiệp? Dạ, em có bạn ở trong này ạ. Bạn rủ ren rồi mình thấy dạ. Cũng hợp lý. Thế điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì biết nấu ăn ngon, biết quan tâm và chia sẻ với mọi người, cá hát cũng như là chơi các môn thể thao. Điểm yếu thì em cũng hơi nhát gái, giọng nội tâm hay lo và suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều về vấn đề mình đưa ra nó không được chừng chắn lắm. Rồi, thế còn em, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em đó là vui vẻ, hòa đồng và có lòng bao dung. Còn điểm yếu của em là em hay quên. Đó là ưu điểm với khuyết điểm luôn đó hả? Dạ. Đó, do là cái khuyết điểm nó hỗ trợ cho cái ưu điểm đó. Ai lỗi lầm với mình cũng mau quên nên mình đâu có nhớ đâu. Rồi, về tình trường thì sao? Dạ, tình trường thì có 3 mối tình ạ. Một mối tình đơn phương nhưng mà cái hồi cấp 3 chị là em thích một thời gian này xong em hết thích Còn hai sau này là hai mối tình chính thức ạ. Một mối tình cách đây 15 năm thì cũng quen bạn đó. 15 năm? Lúc đó mới mấy tuổi á phải không? Dạ, 20 tuổi ạ. 20 tuổi, dạ. Quen được bao lâu? Là quen cũng được 1 năm ạ. Rồi. Thì bạn á, kiểu mình cảm nhận như bạn ấy không có yêu mình nhiều, với lại lăng nhăng á thôi. Xong rồi em chia tay. Rồi, mối tình sau? Mối tình sau thì cũng quen cũng 1 năm ạ, cũng hơn 1 năm. Thấy bạn ấy kiểu như là về hai phía thôi, tình cảm nó không có đủ lớn. Cảm nhận như bạn ấy vũ phu gia trưởng, nóng tính. Mà bạn nó có đánh em cái nào chưa? Cũng có lần ạ. Trời ơi, không được rồi, mới yêu nhau mà đã quýnh nhau rồi. Mốt lấy nhau về chắc nó quýnh mềm xương luôn quá. Mà mối tình đó cách đây bao lâu rồi? Cũng chia tay được 3 năm ạ. Trời ơi, nào vậy nào, quýnh vậy chỉ nó coi. Có vũ phu không? Dạ không chị. Không có được nghe không? Dạ vâng. Cái đánh nhau đánh được lần là đánh hoài. Dạ. Chửi nhau cũng chửi được lần là chửi hoài. Cho nên ngay từ đầu mình thấy ai manh nha, có những cái biểu tượng, biểu hiện đó là mình né đi. Rồi giờ quên mối tình đó chưa? Hay là bị quýnh rồi nhớ hoài? Quên rồi, lúc đó là xong rồi em thôi luôn á. Rồi nhớ rút kinh nghiệm nha, không bao giờ làm tổn thương phụ nữ nha. Rồi tình trường em sao? Thưa chị, em cũng có trải qua 2 mối tình thôi. Mối tình đầu tiên thì ở quê. Thì em cũng quen bạn hơn 1 năm.
Trời sao giống bên đây quá vậy, cũng dạ. 1 năm không vậy? Rồi. Bạn đó cùng có hướng đi xuất khẩu lao động sang nước ngoài. Dạ, đi Hàn Quốc. Thời gian đầu thì cũng nhắn tin cũng như gọi về cũng khá là tình cảm. Nhưng mà dần dần em thấy phá nhạt dần đi thì em nghĩ rằng yêu xa nó được chắc chắn. Thì rồi thôi ạ. Mối tình thứ hai thì em vào trong Nam này. Em quen bạn đó cũng gần 2 năm. Nhưng mà bạn đó lại bên Đào nữa. Có khác biệt ít nhiều. Em thì lại con trước lo nồi nước cũng như thơ cùng tổ tiên. Nên là tụi em không... Là mình là đạo Phật đúng không? Không theo đạo được. Dạ. Em có đạo gì không? Dạ em không có tôn giáo. À không có đạo tôn giáo. Vậy là hợp rồi, đúng rồi. Tại vì có những cái mà không có đồng về cái quan điểm về đạo, nó cũng rất là khó hòa hợp sống chung để hạnh phúc được. Dạ vâng. Rồi chị hiểu rồi. Rồi tới nay mấy năm rồi không có mối tình nào khác? Cũng khá là lâu rồi, 4-5 năm rồi. Trong cái thâm tâm em lúc đấy á, em cũng nghĩ rằng 30 tuổi đổ lại em vẫn chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình. Bây giờ nghĩ là lập chưa? Giờ muốn lập chưa? Nghĩ đến giờ thì đó mà lỗ mất mấy năm đấy. Lỗ mấy năm rồi. Nếu mà tìm hiểu mà hợp nhau á, không biết ý bạn gái thế nào, nhưng mà nếu được á thì cuối năm nay hoặc là ra năm được ạ. Rồi, nắm cái tình hình như vậy để biết. Anh Sơn cho em hỏi cái lý do mà anh chia tay đó chỉ là khác tôn giáo thôi, chứ còn hai người là vẫn yêu, vẫn hợp nhau hả? Đúng đó em ạ. Anh phải hợp tuổi, rồi là tình cách, về tình cách cũng phải điềm đạm và không có khó tính ấy chị. Em là tuổi gì rồi em hợp với tuổi gì? Tuổi con mèo. Mèo, rồi em hợp với tuổi gì? Dạ em hợp thì tuổi tuổi mùi, vậy là Tý, ngọ, mẹo, dậu, đó tứ hình xung. Tuổi mùi. Vậy là tuổi hơi ạ. Không nữa thì người nào lớn hơn tuổi em ạ? Lớn hơn nè, lớn hơn tuổi nè. Em tuổi gì em? Em tuổi Bính Dần ạ. Cọp thì biết là dữ nhưng mà không biết em thế nào. Cái tuổi thôi, là cái tuổi cọp nó dữ chứ phải con cọp dữ là cái người người ta như con cọp. Dạ đâu. Anh ơi, Bính của em là Bính Dần, là con hổ, hổ công viên á anh. Hổ nó trong chuồng á, không có làm được gì đâu anh. Hổ để cho ta chụp hình đó. Thực sự thì du lịch đúng rồi đó. Quan điểm em thì cũng nghĩ rằng là nói tới dần, nhưng mà em nghĩ là nàng là con trai thường họ vẫn hay khó tính hơn. Đó, nhưng mà cổ lớn hơn một tuổi nè, có ngại gì không? Bạn ngại không chứ em thì em không ngại. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà tại sao em lại thích người lớn hơn? Thì em nghĩ rằng những người lớn tuổi hơn thì họ đủ chứng chắn và cũng ra đời nhiều rồi, họ có thể biết ngồi coi này. Cái vụ ra đời là cũng hên xui chứ không phải lớn tuổi là có kinh nghiệm đâu em. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Có lập trường, với lại có chí cầu tiến, biết thương thương và chăm sóc gia đình, phải hiếu thảo với cha mẹ. Còn ngoại hình thì không có răng ho, không có mắt mụn mí là được rồi. Hên quá. Rồi còn em sao? Em thích thì hiền, điềm đạm, với lại nãy giờ nhắn đi nhắn lại cái chữ hiền hoài. Bộ mấy cô trước dữ lắm hay sao, ám ảnh nổng gì trời. Kinh tế nhân dự. Em cao mét mấy? Em cao 1m65. Chớp rồi, cô gái này cao lắm luôn. Thích người lớn hơn tuổi hơn mà có thích người cao hơn mình không? Đi cùng thì em chỉ sợ văn gái có ngại không, chứ em thì sao không được. Em cao mét mấy cưng? Em cao 1m68. 1m68 lận. Chút xíu nữa mở màn lên tôi cho hai người đo chiều cao thử nha. Trước khi đo cho em hỏi là hỏi gì? 1m68 mang dép thấp. Dạ. Rồi. Lát đo dép ta còn thấp hơn dài em luôn á. Người ta cũng biết là khó kiếm chồng hay sao, mang đôi dép thấp chủng luôn rồi. Trong bốn anh này, ba anh này có ảnh á, kiếm đi. Có ảnh là anh nào tôi gả cho, kiếm đi. Trời ơi, thôi coi tấm này thôi chứ coi tấm đứng là biết ai rồi, cổ cao quá mà. Cái anh này sao em chọn anh đó? Tại vì em thấy có gợi ý á, hai bức hình đều chụp một cái áo. Ủa thì ba người này cũng lên đây một cái áo hết trơn rồi. Không mà không nhé. Đi đây này, ba hai tấm hình này giống nhau mà. Em chọn vẫn chọn anh à? Vẫn chọn anh ở giữa phải không? Rồi lên đây chọn cô nào? Không, cứ nghĩ là cao là chọn cao, nhưng mà em vẫn có linh cảm là cô cao phải không? Dạ. Nhìn thẳng vào nhau. Cặp này hay quá, giữ nguyên hiện trường. Rồi đúng không em? Đúng không anh ở giữa không? Em chọn anh ạ. Dạ đúng ạ. Trời ơi, cái cô trên cao đó phải không? Cô vậy nè. Hên đúng ạ. Hay quá ha, sao hay vậy? Rồi vậy là cặp này gả cho nhau được rồi đó. Tặng hoa đi, tặng hoa đi. À tới. Xuất sắc thiệt, vậy mà nhận ra. Hôm nay anh có bó hoa tặng em. Dạ em cảm ơn ạ. Một cuốn sách để tặng anh ạ. Anh đọc nhan đề. Rồi ngồi xuống đọc nhan đề coi cái gì. Cảm ơn nhé. Mong gặp được một người như em. Có cái gì ở trong nữa kìa, đọc lớn lên tôi nghe coi.
tình yêu cũng giống như một cuốn sách, chỉ cần tìm đúng người thì bạn sẽ chạm tại hạnh phúc. Trời ơi, nếu mà giao cuốn sách cho tôi sẽ nói là tình yêu nó giống như một cuốn sách, đọc hết cuốn sách là hết tình yêu. Ôi, chị đừng nói vậy à. Cuốn sách này không có ý nghĩa, nhưng mà ý nghĩa chỗ em tặng Isaac, tại vì cái tình yêu cũng giống như sách á, tìm cuốn sách mà mình cần và mình sẽ lật nó từng trang ra, từng trang một để mình đọc. Đọc sách một thời gian mình sẽ quên, và sau đó mình sẽ phải lật lại để đọc, giống như hâm nóng tình cảm của mình á anh. Chứ phải lật tới trang cuối hết rồi. Tặng sách cho người ta phải xé trang cuối cất lại, và phải đọc tới đó tao tức không biết cái kết sao tao mới theo mình hoài. Đọc hết cuốn sách là hết. Nói giỡn thôi. Bây giờ Tường sẽ dành cho hai bạn một cái khoảng thời gian ha. Chúng ta sẽ thưởng thức món ăn ngon tại nhà hàng Angkor, vừa trò chuyện với nhau. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Ủa, nhận cái này gì đây? Sao không tặng vậy trời? Thưa chị, em còn có một món quà nữa, cho phép anh. Rồi qua luôn cũng được, qua tới bên đây luôn. Món quà anh thì đó là một chiếc vòng. Chiếc vòng cầu hôn hả? Dạ, huyết long. Có ý nghĩa gì không em? Dạ, anh hy vọng em đeo vào sẽ mang lại nhiều niềm vui và may mắn. Em nhúng tay lại. Dạ. Thôi, ơi, ông có đó, ông có ý, gọi là ông có phong thủy hết trơn đó. Rồi em từ tay em truyền qua tay anh. Đó. Rồi, em cảm ơn. Cái đó nó có ý phù rồi đó nha trời. Dòng kiền vô trong cổ luôn rồi đó. Đúng không? Thì sao không đưa tao đeo, không đeo bình thường mà phải chọc từ tay mình rồi lăn qua tay người ta vô, có ý đồ gì vậy em? Dạ em muốn cho vào cho xanh cháo đẹp ha. Đưa vào cho dễ hơn thôi ạ. Rồi chắc chị nghĩ nhiều quá. Được rồi, bây giờ chúng ta thưởng thức bữa ăn trưa tại đây. Tường xin mời hai em thưởng thức. Trời, nhìn hấp dẫn ghê chưa? Đây là món spaghetti hải sản với là sốt Angkor nha. Dạ. Rất là hấp dẫn, ngon, vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại nha. Tự nhiên, mời hai bạn. Anh mời em. Dạ. Anh lúc nãy anh có nói là anh có điểm yếu là nhát gan hay là nhát gái? À, nhát gái, cũng hơi nhát gái. Cho em hỏi xíu, nếu mà anh là lúc mà anh nóng lên á, thì anh sẽ làm gì đối với cái người mà gây nên cho anh nóng, là người thân của anh? À, tức là phải có cái chuyện gì để mà ý là khi mình nổi nóng á. À, không, ví dụ một cái lý do gì đó mà mình tức giận lên ha. Với anh thì không có việc gì mà không có giải quyết được hết, nên là việc gì mình cũng có thể là thảo luận và góp ý, không bao giờ cáu gắt hay là làm lớn chuyện lên một cái vấn đề gì đó. Con người thì ai cũng có lúc nóng giận hay là này nọ chứ. Tức là trước giờ mà nóng thì anh làm gì? Không có làm gì hết trơn, im lặng hay sao? À, nếu mà nóng lên thì anh không nói đâu. Anh cũng bình thường mà thôi. Ví dụ là em mà làm sai ha, anh chỉ nhắc nhở em và làm sao để bữa sau em đừng có tái phạm nữa thôi. Món ăn thế nào em? Ngon không? Ngon. Nhà anh có mấy người anh? Gia đình anh có ba chị em. Chị anh đầu, anh thứ hai, sau anh còn là cậu em trai. Anh là quê gốc ở Hà Tĩnh. Ừ, đúng rồi. Chồng nói anh cũng nhận khó ra. À, đúng rồi. Giờ mà nói dòng Nghệ An thì anh có nghe được không? À, nghe được. Vì anh người miền Trung cả đấy. Dạ. Anh, em tự nhận xét bản thân mình. Dạ. Là người dễ tính hay là khó tính? Anh dễ tình mà, thì tình là hiền. Chúng em cùng biết chăm sóc cho em. Đi nhà mày cháu là em chăm hết. Và rồi chúng nhỏ đặc thù công việc, cho nên việc chăm người già và trẻ em thì đó là một sở trường của em. Nói về lòng hiếu thảo thì em thấy là nếu mà mình yêu mà mình thương người đó thì cha mẹ người đó cũng như mình thôi. Nhưng mà nhiều lúc thì cái suy nghĩ của mình nó khác. Nhưng mà mẹ thì nhiều lúc cũng em cũng sợ, tại vì em nghe nhiều chuyện làm dâu là em sợ. Sợ hả? Làm dâu trước đây thì khó. Dạ. Thời giờ thì cũng không đến nỗi khó như em nghĩ đâu. Dạ. Vì anh nghĩ rằng trước đây á, mẹ anh cũng là phần làm dâu. Dạ. Nên là cũng hiểu và đồng cảm chia sẻ với em thôi.
Rồi, ăn ngon không? Dạ, ngon chị ạ. À, đúng dạ. Giờ ăn luôn rồi, ăn phải ngon chứ đói quá rồi mà. Em được ăn rồi mà không thích chị được ăn. Chưa, bây giờ chị phải quay xong rồi chị mới ăn nè, mới thư giãn được. Nghe chị tiếng hả? Đúng rồi. Nãy giờ chị ra ngoài là nghe ở ngoài là anh hôm nay, em hôm nay đi là có người đi theo ủng hộ phải không? À, dạ. Ai vậy? Hôm nay đi thì có em ruột của em, với lại là anh trai kết nghĩa. Rồi, thế là mời đại diện họ nhà trai vô đây tâm sự. Dạ, xin chào chị Cát Tường ạ. Dạ, chào chị. Dạ. Xin chào hai anh. Dạ, mời hai anh giới thiệu. Chào MC Cát Tường. Dạ. Chào anh em ở bên chỗ Ba Sơn. Dạ. Vì lời chào, lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành tới MC Cát Tường. Cảm ơn anh. Ở đây còn em giới thiệu coi. Em là Trần Bà Hải. Em là em ruột của anh Trần Bà Sơn đấy ạ. Em năm nay là... Em sinh năm 1992. Có người yêu chưa? Dạ em đã lập gia đình. Trời ơi sao em bỏ qua mặt anh vậy? Trời ơi dạ. Ngoài miền ngoại mà vậy là coi như không có được á nha. Qua dạ. Mặt anh vậy là không được á. Phải chị ơi, vì anh em nhát gại lắm. Lo làm nhiều á chị. Sáng em thấy làm đến chiều tối luôn mới về. Nên công ty thì toàn nam không à, không có nữ. Ông có tật xấu gì không em? Dạ không chị ơi. Có bị gì không? Sao lấy vợ trẻ vậy? Chắc là kiểu như là muốn kiếm được một cái số vốn nào đó để sau này lo cho phụ nữ ấy. Mãi mê làm quá. Mãi mê làm dạ. Quá. Rồi, thế hôm nay gặp chị gái thì em có cảm có nhận xét như thế nào? Nhận xét là chị gái rất xinh. Em muốn được sau chương trình này thì chị bấm nút đồng ý với anh trai em để có một cái duyên nào đó để mà tiến tới lâu dài ạ. Rồi, chị Tường cũng mong như vậy ha. Anh kết nghĩa sao anh? Anh em đến ở đây thì cũng mong muốn là em sẽ tìm được vợ. Mà những cái gì em muốn thì đã coi như là có hết rồi. Cũng như là có chị Cát Tường giúp đỡ khi nào anh giờ cũng như là tất cả rồi. Thời gian gặp nhau thì chưa nhiều. Nhưng mà em cố gắng để lấy lòng bạn gái như thế nào để mà đi đến được một cái duyên. Và sau này là sẽ nếu mà mình đã có duyên rồi thì mình sẽ kết nối đến một cái hạnh phúc và lâu dài hơn. Dẫn theo hai người. Hai chuyên gia tâm lý, hai quân sư quá tuyệt vời. Rồi, cảm ơn hai anh em nha. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện của cặp đôi này. Dạ, cảm ơn em. Đó là ý kiến đóng góp của người thân của mình thôi. Thế bây giờ nè, ở cái quê của mình là chị biết nè, âm nhạc cũng dữ dội lắm. Hai bạn để trước khi mình quyết định có bấm nút với nhau hay không nè, hát bài cho nó thay đổi không khí ra được không? Dạ, được. Rồi, mời em trai. Tình yêu em như sóng biển chiều hôm, đã trao anh dạt dào bao kỷ niệm, như vừng trăng sáng tỏ giữa khơi xa, như hàng dương gió reo suốt bốn mùa. Anh yêu em như yêu bờ cát trắng, đừng lòng lo khi lòng lo âu, quên ngay câu lòng lo âu luôn. Lái. Anh yêu em như yêu bờ cát trắng, lòng lo âu khi mùa bão qua đây. Anh yêu em như yêu câu hò ví dặm, dần thì dần mà thương cũng thật nhiều. Ngoài khơi xa đang có gì đợi anh, lúc phong ba biển động sóng gập gào. Anh chờ em thực tròn suốt canh thâu, như dòng sông lúc vơi rồi lại đây. Anh yêu em, anh thương em nhiều lắm đó. Đừng đi xa như loài cá lang thang. Anh yêu em, anh thương em vất vả. Dần thì dần mà thương cũng thật nhiều. Dần thì dần mà thương lại càng thương. Hay quá, có hơi rung một xíu thôi, chứ còn giọng hát rất là ngọt ngào, rất là quyến rũ. Cảm nhận như thế nào em? Chị nói vậy đúng không em? Dạ đúng rồi, tại em cũng thích danh ca. Hát cho nó thấm thiết thêm chút. Bây giờ mình chơi game show nè. Dạ. Bóp một lá thăm, đọc yêu cầu của chương trình, đọc lớn lên em. Bạn hãy đấm bóp massage cho đối phương rồi hỏi cảm nhận của anh ấy. Mời em. Không. Qua đi để hồi tôi đo chiều cao luôn nè. Qua đây. Rồi, đấm bóp massage 2-30 giây. Nhiệt tình vô, nhắm mắt cảm nhận rồi hỏi cảm xúc. Sau những phút giây đi làm mệt mỏi, được một cô bạn gái tận tình đấm bóp massage để phục hồi nhân phẩm, ấy quên, phục hồi sức khỏe. Ổn không em? Ổn. Rồi, hỏi ảnh đi, cảm nhận anh như thế nào?
Nãy giờ anh em có bóp vai cho anh thì anh cảm thấy thế nào ạ? À, trước hết thì anh cảm ơn em. Anh đứng lên cảm ơn đi anh, để em đo chiều cao luôn nè. Đứng ra tôi coi coi. Ai à, được, trời ơi cũng ổn mà. Hợp lý, vỗ tay quý vị ơi. Ổn. Trước hết thì anh cảm ơn em nhé. Thì anh thấy tay em rất là ấm. Cảm giác thì sướng ạ. Sướng ạ. Rất là tuyệt vời, dạ. Rồi sướng là được rồi. Cảm ơn em. Trời ơi, rồi tới phiên mình bóc một câu đi cưng. Hãy nói thật lòng điểm bạn thích nhất và điểm bạn chưa thích ở người đối diện. Câu này được không em? Được quá chuẩn luôn. Dạ, điểm thích á, trước hết thì khi mà chưa kẹo cánh cửa trái tim này thì em vẫn có cảm nhận bạn nói cũng điềm đạm nhẹ nhàng, em vẫn có cảm tình và ấn tượng lúc ban đầu. Còn khi mà kẹo ra thì em thấy ngoài sức tưởng tượng của em, chậm thêm bạn điểm đó là nhìn bạn cũng hiền, cũng có nét phục hậu thích. Dạ. Để mà nói điểm không thích ở bạn nhỉ, trước mắt thì anh thấy chưa, thấy bạn cũng duyên dạng. Coi như là mới thấy điểm thích chứ còn điểm chưa thích là chưa phát hiện phải không? Dạ. Mặc dù con người thì không ai là hoàn hảo, chắc chắn cũng sẽ có những điều gì đó sau này tìm hiểu mình cũng chưa thích. Mình đang suy nghĩ điều gì, mình nói thật lòng mình đang nghĩ gì thôi. Thầy mình trải cũng chưa có thích em á. Cậu cảm giác đó, chị chết rồi. Kiểu như là bạn rụt rè quá. Nói chung là cái cảm nhận của em là bạn chứ có cảm tình mình nhiều. Dạ. Rồi nói đi, 30 giây dành cho em. Nếu mà nói chứ em như vậy thì thực sự nếu mà nói như ý em thì anh lại không nói vậy rồi. Vâng. Nếu mà anh đã nói vậy thì em hãy tin tưởng ở anh. Vâng. Trước khi bấm nút thì cho anh nắm tay thêm để anh em mình cảm nhận với nhau. Vâng. Qua cửa trái tim này. Qua gần với em được. Muốn đo chiều cao như thế này. Người ta vẫn học rất là tự tin về chiều cao nên ta muốn đo nữa. Rồi nói đi em, 30 giây dành cho em. Để nói đôi lời sau cùng thì anh muốn nói với em rằng khi gặp em anh vùng về không nói lên câu. Khi xa em, trong anh ấp ủ bao điều muốn nói. Ước gì luôn có em bên cạnh, mình tay nắm tay, ta tìm hơi ấm, sưởi ấm con tim bằng ngọn lửa chân tình. Rung thì rung với văn thơ rất là lai láng. Anh chàng này rất ga lăng, lịch thiệp và một người sống rất là tình cảm, rất là cảm xúc. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường đồng ý bấm mạnh vào nút bấm. Em hỏi anh xíu. Rồi, mời cho em. Thí dụ mà vợ anh mà ốm hoặc là mệt thì anh sẽ làm gì? Kiểu em thì em cũng hay bệnh thì không có, nhưng mà lâu lâu cũng hay bị ốm mặt á. Thì anh sẽ vào anh phụ giúp làm em hết, vì anh việc nhà em anh cũng có thể làm hết mọi việc chu toàn mà. Anh nói thế này này, để mà có một tình yêu á, thật lòng chung thủy với nhau không á, phải biết vì nhau, biết cảm thông và chia sẻ cho nhau. Rồi, thời gian dành cho hai bạn đã hết, đặt tay vào nút bấm. Muốn tìm hiểu thêm thì cứ bấm nút rồi tự tìm hiểu. Sau 3 tiếng đếm hãy đưa ra quyết định của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Sao bạn gái vẫn không bấm? Em đang còn suy nghĩ điều gì? Em sợ bàn tay không... Tại vì bàn tay nói là cái lý do chia tay cái người mà mình yêu, mình thương là vì khác tôn giáo á. Thì em nghĩ là bạn ấy không có quyết tâm trong tình yêu. Nếu bây giờ bạn có thể hiện một hành động, một lời nói gì có thể thuyết phục được em thì em... Thật ra bạn trai nói đúng đó. Là tại vì em chưa có kinh nghiệm trong vấn đề về tôn giáo. Yeah. Chị làm chương trình này rất là nhiều và ngoài đời thường chị cũng đã gặp rất là nhiều. Yeah. Cái này chị không phải binh vực bạn trai, quyết định thì tụi em đã đưa ra rồi. Yeah. Nhưng chị giải thích cho em hiểu vấn đề về tôn giáo đúng. Tại vì anh này, thứ nhất mà là người miền Trung, rất là quan trọng về cái việc thờ cúng tổ tiên ông bà. Và anh ấy là con trai trưởng, một năm đám giỗ, đám quẩy, cúng kiến trong gia đình. Còn người đạo Công giáo không bao giờ bỏ đạo. Người bạn gái của Công giáo không bao giờ bỏ đạo. Không rồi. Tại em không phải là người trong đạo. Em muốn lấy người ta, em phải vô học giáo lý và phải vô đạo thì em mới được bên đạo, bên mới được cha ban cái phép hôn phối. Rồi. Phải đi học giáo lý nữa. Thì thí dụ họ yêu nhau cỡ nào nhưng mà ai cũng có tổ tiên ông bà. Rồi. Gia đình cô này, tại chị đã từng có những người thân chị mà muốn lấy người đó là phải ra khỏi đạo và gia đình từ mặt luôn. Tại vì đạo Công giáo người ta không cho bỏ đạo như vậy. Người ta để làm cái lễ hôn phối với vợ của mình. Nhưng mà anh này thì cũng không thể, tại vì anh cũng thể nào bỏ tổ tiên ông bà. Nên đúng rõ ràng là có những mối tình yêu nhau thấm thiết nhưng vẫn phải chia tay vì đạo không có hòa hợp được, điều đó đúng. Không có sai. Người đó là lấy chồng cho anh. Chồng. Lấy rồi em ạ. Mà anh còn nhớ nữa không? Không.
cái gì cũng có trường hợp ngoại lệ. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm 30 giây lại một lần nữa. Anh quên người đó rồi đúng không? Trời ơi, cái chuyện sao quắc sao quơ, bà này bà thiệt mệt ghê. Không, nhìn em á, giờ anh nói thật là em hết thời gian của tôi rồi, không nói gì nữa hết. Bấm nút hay là không thôi. Một, nhắm mắt lại. Hai, ba. Trời ơi, có một chút xíu gút mắt. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Ở đây thì rồi em xin giới thiệu, em là biên tập Thanh Trúc, và ở đây thì còn có biên tập khác và ekip của chương trình. Thì ở đây mình có người của ekip thôi, nên là chị cứ vui vẻ thoải mái để mình chia sẻ câu chuyện của mình nha chị nha. Dạ vâng. Rồi ok chị, mình sẽ nhìn thẳng vào đằng trước rồi mình giới thiệu. Tại tụi em sẽ có quay một cái đoạn clip lại để xem cái cách mà chị nói chuyện á. Cái clip này là nó sẽ nội bộ thôi, chứ không có phải là gửi đi đâu hết, chị yên tâm nha. Rồi. Rồi dạ rồi, cho nên tươi tắn lên để em gửi ban giám đốc em xem rồi người ta duyệt nè, duyệt nhân vật cho tụi em nữa ha, chứ còn em nói chuyện này dễ thương lắm, nói chuyện buồn hiu à là không được. Rồi, dạ, bây giờ chị dạ. sẽ giới thiệu giùm em nè, họ tên nè, công việc nè, tuổi tác, quê quán của mình. Đầu tiên giùm em ạ. Dạ vâng, em xin chào các chương trình. Em tên là Vũ Thị Thương, em sinh ngày 3 tháng 12 năm 4. Quê em thì ở Yên Bái, nhưng hiện tại thì em đang sinh sống ở Uông Bí, Quảng Ninh. Và em thì làm nghề tự do, đó nè. Em làm tóc ạ. À, là chị là chủ tiệm tóc hay là mình làm cho người ta ạ? Dạ, em đi làm cho người ta. Dạ, chị làm lâu chưa? Chị làm thợ lâu chưa? Dạ, em... ngày trước ấy, thì khi em đến chồng ấy thì là em tự mở tiệm của em làm. Nhưng em đi hôn xong thì là em đi làm thuê, em làm cũng lâu lâu rồi đấy, cũng được mấy năm rồi. Rồi ly hôn xong là buồn quá đó ha chị, kiểu như là mình không tập trung được công việc làm chủ nữa đúng không? Thật ra là khi hôn xong thì em cũng chưa có điểm để làm. Em mất một thời gian thì em đi làm cho công ty á, em xin vào công ty Samsung em làm, thì nó cái thời gian đấy nó nhiều, nó làm em cái công việc đó mình phải đi những chuyện buồn. Em sau đấy thì là em mới nghỉ ở công ty, thì em ra ngoài này em đi làm cho người ta. Dạ vâng. Rồi bây giờ vậy chị chia sẻ luôn đi, sẵn chị nói về cái hôn nhân của mình luôn. Sao mà mình ly hôn rồi có con chưa, ở với nhau được bao lâu chị? Em thì em kết hôn năm 2010 đấy, thì em có một cu tí, bọn em ở với nhau được 5 năm. Thì là em ly thân năm 2017 và 2019 là em chính thức ly hôn. Hiện tại thì là em đang ở với cu tí nhà em. Cu tí nhà em sinh 2011, năm nay cháu 13 tuổi và đang học lớp 7. Rồi mối quan hệ với lại chồng cũ thì sao chị? Có qua thăm con, chu cấp gì không ạ? À, thì chồng cũ em thì là em vẫn qua lại, nghĩa là bố vẫn để bố con chuyện trò qua lại hỏi thăm nhau, chứ còn chồng cũ em thì không chu cấp nuôi con, mà nuôi con là tự em phải nuôi hết ạ. Ủa là sao, là do ảnh không có việc làm hay là vấn đề gì mà không chu cấp ạ? Do anh cũng không có việc làm chị ạ, anh không có việc làm nên là... Rồi vậy nói luôn đi, hồi xưa làm sao mà ly là như vậy vậy chị? Ngày xưa thì bọn em thì nó bất đồng nhiều về quan điểm sống. Thứ nhất là chồng anh cũ em ấy là sinh năm 72, cái tư tưởng và quan điểm thì nó có nhiều cái nó bất đồng. Thứ hai nữa là về gia đình nhà chồng em nó khắt khe quá, em cũng không ở được. Chị làm dâu hả? Lúc đó làm dâu. Em thì không phải làm dâu, nhưng mà em cũng đang là nhà em ở ấy là sát với nhà mẹ chồng luôn, sát vách luôn, nên là thường em vẫn được để ý. Nên là em thật ra là áp lực về nhiều, em không chỉ áp lực về phía mẹ chồng mà còn chị chồng, anh chồng rất là nhiều. Mà chồng em thì nó chồng của em, anh ấy không có lập trường đâu, anh ấy không có lập trường với tư tưởng của anh ấy là vợ với con thì anh ấy có thể có nhiều đấy, thế cho nên là anh ấy không thương em như những người khác đâu. Trời, tư tưởng chồng chị hay quá vậy, vợ con có nhiều lắm nên không có trân trọng đúng không? Vâng, tư tưởng của anh ấy là vợ với con có thể có được, nhưng anh em thì không có. Nên là anh ấy bảo anh ấy thả vợ và con, chứ anh ấy không có anh em nhé anh ấy. Hay á, cảm ơn chị nha, cái tư tưởng cũng hay á, đáng để học hỏi. Rồi ok chị, thế mình ly dị là nãy chị nói từ 2019 hả chị?
Dạ vâng ạ, em ly hôn năm 2019. Rồi 19, vậy bây nay giờ là cũng 23 rồi, rồi chị có tìm hiểu ai nữa không? Dạ, và trong quá trình đấy thì em cũng có một số người bạn nhưng mà không hợp về tính cách và tư tưởng. Hay cái thứ nhất là, cái thứ hai là em thấy người ta cũng không có thương con em thật lòng ấy. Người ta trước mặt em có vẻ quan tâm đến cô tí, nhưng mà em có để ý là cứ không có em đó, là em cứ để ý là em thấy em kiểu như người ta không không thật sự quan tâm đến con mình. Mà em bây giờ là cụ thể đó chị cụ thể coi làm sao mà chị nhìn sao mà người ta không có thương tâm thương con chị. Vì có một lần cũng có một người bạn xem là người ta cũng có đón con em đi chơi, người ta đưa con em lên nhà người ta chơi, thì hôm đấy là em cũng chiều em đi làm về và em ghé qua, nhưng mà em không báo trước. Em lên thì em thấy con em nó ngồi chơi ở trong nhà đấy. Người ta có bổ một đĩa dưa. Bổ một đĩa dưa để cho con em ăn. Thì em có nhìn thấy đĩa dưa đấy. Nhưng mà cái cử chỉ của người ta đó là người ta lại không dám ngồi đối diện với trước mặt con em ăn. Người ta lại ăn đấu đấu đằng sau. Mà người ta chọn những cái miếng ngon đấy. Cái là cái miếng mà là cái đầu đầu ấy. Là để lại cho con em. Trời ơi. Lần mà đi chơi chẳng hạn này, người ta luôn muốn tách em và con em ra. Lúc nào người ta cũng bảo là cái trước đi, hoặc là mẹ với chú đi chơi cái nọ chỗ kia. Cũng thế này em không thích. Ok, chị nói nghe thấy thương quá, tội nghiệp con không? Dạ. Cô đơn dữ. Rồi, không sao, nhưng mà có bà mẹ tốt là thấy được rồi. Ok, thấy chị, bây giờ chị tìm một cái người như thế nào? Chị mô tả giùm em ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán. Em thì là em cũng muốn tìm một người thì hơn em khoảng cứ hơn tuổi em hoặc bằng tuổi em cũng được, nhưng mà cứ nhìn một chút. Nên lại cũng em thì cũng không yêu cầu gì phải là như thế nào, nhưng mà em cũng muốn là người ta có công việc làm ổn định, có kinh tế ổn định để có thể là đỡ đần mà chia sẻ cùng với mẹ con em được. Mấy cái quan trọng nhất là người ta là một người bao dung, bởi vì em cũng là người phụ nữ ly hôn rồi, em có con. Em cũng muốn tìm một người là bao dung, người ta có thể thương con em cũng như con người ta vậy. Mình sinh con được còn nữa không chị? Sinh con, có ý định sinh con không đó? Dạ. Mình sinh con nữa không ạ? Dạ, nếu có thể thì em vẫn có thể sinh con nữa ạ. Đó, ví dụ bây giờ kết hôn mấy cái người này thì người ta cũng ly dị, có con được không? Dạ được chị biết là làm sao mà con cái cả hai bên người ta bao dung để có thể thương con, mà em cũng có thể thương con người ta như con mình. Rồi vậy thì chị đi theo chồng được không ạ? Em thì hiện tại là em cũng có nhà riêng rồi, nhà nhỏ nhỏ thôi, mẹ con em ở. Em thì thật ra là em cũng không muốn thay đổi về môi trường của con em quá nhiều, vì bây giờ cấp cháu học mẫu giáo ấy, em đã thay đổi cháu từ Lào Cai về Yên Bái, và năm học tiểu học thì là cháu học ở Yên Bái, nhưng năm lớp 6 là em đã chuyển cháu từ Yên Bái về Quảng Ninh. Cái môi trường của cháu đổi rất là nhiều, vì em cũng muốn tìm được một người làm sao để con em nó không phải thay đổi môi trường nhiều quá. Tại vì bây giờ ok em hiểu, nhưng mà ý em nói là tại vì chị chưa có sự ổn định cho nên chị di chuyển nó nhiều. Còn nếu mình tìm một cái người chắc ăn nó ổn định rồi thì chị di chuyển một cái là nó ổn định như vậy luôn, chị biết không? Và mình phải đánh đổi, bây giờ mình chọn cái người ok một tí, còn nếu mà gần đó thì em nghĩ chắc cũng đầy. Nghe Quảng Ninh chị sống đúng không? Làm gì không có, làm mai cho chị làm tóc nữa cũng nhiều ạ. Tóc là nữ hay là tóc nam chị? Là xuyên tóc nữ chị ạ. Đó thì có mấy anh nào mà tới đó không? Tóc nữ này là cũng nhiều anh lắm á. Là không chị ơi, tóc nữ thì chỉ có phụ nữ thôi ạ, chỉ có các cô và các chị thôi các bạn. Đôi khi anh con trai ly dị vợ đang ở với mẹ, cái chở má ra làm tóc đồ kiểu vậy đó. Dạ, hoặc là có. Các cô lớn tuổi làm mai cho chị có không? Dạ không có ạ. Không có luôn hả? Rồi thôi, nói chung cũng hơi khó ha, khó kiếm mấy người ha. Rồi ok chị, nếu mà ghi hình ở Sài Gòn thì mình vào đây được hả chị ha? Dạ. Được không? Đi có xa xôi khó khăn gì không? Đi làm rồi. Tại vì em làm tự do ấy, nhưng mà vào Sài Gòn thì em vẫn đi được, em không gì. Dạ rồi ok. Ok. Rồi nếu được chọn chương trình sẽ liên lạc lại với mình nha, chị thương nha. Rồi bên mình sẽ trao đổi thêm với chị ha. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều. Xin chào chị ạ. Cảm ơn chương trình rất là nhiều.
ngỡ thì mình cũng tự tin giới thiệu về bản thân mình cho tụi em biết ha. Rồi em mời chị. Dạ, em chào mọi người, em tên là Phạm Thị Thu Hằng, em sinh năm 1988, hiện tại bây giờ em đang kinh doanh mỹ phẩm và spa. Chị Hằng đang ở đâu vậy? Dạ em đang ở Bắc Ninh ạ. Rồi ví dụ như chương trình ghi hình ở trong Sài Gòn lận thì mình có vào được không vậy chị ơi? Dạ em vào được ạ. Là báo cho chị là trong vòng bao nhiêu lâu thì chị sẽ vào được? Lúc nào cũng được, tại vì thời gian của em đều có thể sắp xếp được ạ. Dạ. Rồi mình nói xíu về ưu điểm, khuyết điểm với lại tình trường của mình ha chị ha. Ưu điểm của em là ưu điểm của em là kiểu ưu điểm của em thì nó ưu điểm của mình, những cái thế mạnh gì của mình, tính tình của mình ra sao, những cái sở trường của mình ra sao đó chị. Dạ ưu điểm của em là nhiều lúc hơi nóng tính, hơi vội vã, còn cái nhược điểm của em đó là hang say trong công việc, rồi rất là yêu cái nghệ thuật và sạch sẽ. Yêu nghệ thuật là như thế nào? Mình yêu ca hát đồ hả? Yêu nghệ thuật có nghĩa là em thích trang trí, rồi thích thích trang trí, rồi thích trưng bày, rồi thích giống như là mình sắp xếp bố cục trong nhà ấy, sân vườn đó chị. Là hiện tại là chị có nhà riêng rồi hả? Hiện tại bây giờ em đang sống cùng với em gái chị. Rồi về điểm yếu của chị là cái gì chị? Điểm yếu của em là dễ xúc động. Những cái chuyện gì mà mình dễ xúc động mình kể em nghe coi. Ví dụ như là chuyện, những cái chuyện tình cảm này chị. Rồi đặc biệt là chuyện tình cảm nó dễ bị xúc động. Dạ. Rồi thì tình trường của mình ra sao chị? Chị có cuộc hôn nhân nào chưa? Dạ em đã từng có một cuộc hôn nhân ở từng lập gia đình được 1 năm, sau 1 năm đó em ly hôn, từ đó tới giờ là đến 12 năm rồi, em chưa. Chị có con nào chưa? Dạ em có một con gái nhưng mà ở chung với ông bà nội. Thường là em thấy là sẽ ở chung với mẹ, mà sao này là ở chung với ông bà nội? Dạ tại vì gia đình ông bà nội hiếm có. Mà mình cũng hy sinh để cho ở với ông bà nội luôn. Dạ với điều kiện tốt, lúc đó là em đang còn nhỏ, em đang còn nhỏ. Con chị là bao nhiêu tuổi rồi? Con em 13 tuổi rồi. Lúc đó là chị lấy chồng năm bao nhiêu tuổi? Năm đó em lấy chồng là năm 21 tuổi. Rồi mình với chồng mình ở với nhau bao lâu rồi, lý do vì sao là mình dẫn đến cái hôn nhân đó chị? Hai vợ chồng em là ở với nhau hơn 1 năm, nhưng mà ly hôn là vì cả hai đều không có được cùng quan điểm á, mà không có cùng quan điểm nên là không có tiếng nói chung á chị. Nói chung mà lúc đó mình còn nhỏ nữa đúng không chị? Dạ lúc đó là mình còn bồng bột đó, suy nghĩ mình còn nông cạn đó chị. Giờ là anh có gia đình khác chưa hay là cũng vẫn như chị thôi? Dạ tại vì từ lúc ly hôn giờ thì em cũng không có quan tâm á. Dạ rồi giờ tới tháng mà mình đi gì, tới tuần mình đi chính thăm con như thế nào? Dạ con em thì trong con em thì là đi học thì học ở trong đó, nhưng mà hè thì ra chơi với em. Là trong nào chị? Là nhà em là ở trong Bình Phước. Là ngày xưa chị lấy chồng ở Bình Phước à? Dạ dạ, vì em sống với bác với làm việc ở trong Bình Phước. Rồi. Bây giờ thì chị mong muốn có một mẫu người như thế nào sẽ phù hợp với chị nè? Ngoại hình, em, quê quán. Dạ, quê thì bất cứ nơi đâu cũng được, em cũng không có quan trọng lắm. Nhưng mà vì là trước đây em làm bệnh viện áo cưới 12 năm rồi, 13 năm rồi. Thì 12 năm trong nghề, nhưng mà vì cũng đam mê, em cũng thích là có một người đàn ông nào đó có thể là cùng cái sở thích, là ví dụ như là làm việc thì tất nhiên là cùng nhau không có sở thích, ví dụ như là có thể là thích đi du lịch, thích chụp hình quay phim đấy chị.
và thích những cái người như vậy. Dạ, tại vì em là trước đây làm ảnh viện áo cưới mà em mới nghỉ đây thôi, em mới nghỉ được vài năm nay em mới làm spa này kia, nhưng mà trong cái máu của em vẫn còn đam mê cái ngành nghệ thuật đó chị, ngành ảnh viện áo cưới. Dạ. Rồi. Mình thích bây giờ... một cái người đàn ông mà kiểu thích tính lãng mạn á. Bây giờ quê quán vùng miền thì anh ta ở đâu thì phù hợp với chị? Ở bất cứ nơi đâu cũng được chị, em cũng không nhất thiết là phải ở chỗ em ở, bởi vì cuộc sống bây giờ mình có thể mình đi bất cứ nơi đâu mà chị. Ừ. Rồi. Ly hôn có đang nuôi con thì được không chị? Độ tuổi thì như thế nào? Độ tuổi thì em muốn là từ 45 tuổi trở lên đến 50 tuổi, bởi vì cái tầm tuổi đó thì em cảm giác kiểu chững chạc hơn đấy chị. Kiểu trẻ quá em cũng không an tâm luôn. Vì nhìn em kiểu cũng có vẻ già dặn á. Dạ. Dạ. Rồi mình còn yêu cầu gì nữa không chị? Em cũng không biết nữa, tại vì chương trình ghép thôi chứ em cũng để mọi thứ thuận theo tự nhiên đó chị. Thì ở đây chỉ là vòng phỏng vấn đầu tiên thôi. Nếu như mà mình được lọt vào vòng 2 của chương trình Bạn Hẹn Hò thì là sẽ có biên tập ngồi lại nói chuyện với mình thêm nữa chị. Thì có gì thì sẽ nói cụ thể hơn ha chị ha. Rồi em cảm ơn chị nhiều ạ. Dạ. Dạ em cảm ơn chương trình. Dạ, dạ em cảm ơn mọi người. Dạ. Đang thổi được cái mic điện thoại của chị á, nó đang bị bật phồng. Rồi em sẽ rút quạt. Dạ rồi, ok chị ạ. Rồi chị giới thiệu đôi nét về bản thân mình ha. Họ tên, tuổi, rồi công việc, quê quán. Tại vì ở đây thì chỉ có ekip của chương trình thôi, nên là mình cứ chủ động mình chia sẻ nha chị ha. Chị ơi, chị nâng cao cái điện thoại của chị lên một chút xíu. Đúng rồi, như vậy thì bọn em sẽ nhìn rõ mặt chị hơn ha. Ok, rồi, vậy em mời chị đi ạ. Chị Trần Thị Mười em. Chị sinh năm 78. Quê quán chị ở Thánh Nguyên em. Chị kinh doanh chè. Hiện tại chị chưa lập gia đình lần nào em. À, chị đang ở Thái Nguyên luôn hả? Ừ, chị ở Thái Nguyên luôn. À, đứng đặc sản chè Thái gái Tuyên ha. Chưa từng lập gia đình lần nào ấy hả chị? Vậy nhưng mà mình đã có những cái mối tình nào trong quá khứ chưa? Chị chưa, chị cũng có quen một người nhưng mà trong 3 năm rồi chị thôi. Lý do chị? Vậy mình mải kiếm tiền quá hay là sao? Không phải là cái thứ nhất là cũng có cái hai người nó cũng không qua cái anh đấy nó không kiểu là không quyết đoán được. Chứ anh đấy thì anh cũng tốt tính mà quyết đoán được. Cả chị lại kinh doanh này nó khác, nó không cùng một chung một tiếng nói. Tức là chị mạnh mẽ, chị quyết đoán bao nhiêu thì anh ấy lại ngược lại với chị bấy nhiêu đúng không? Ừ đúng rồi. Dạ. Ồ, chị bây giờ chị đang sống với ai? Chị sống với mẹ chị. Sống cùng mẹ. Mà chưa từng kết hôn lần nào luôn. Rồi động lực nào mà bây giờ mới suy nghĩ đến chuyện là đi hẹn hò, tìm bạn trai. Ê, vì vậy là người ta đã tìm được hồi trẻ rồi. Thứ nhất là bây giờ công việc của mình nó cũng ổn định một chút. Cuộc sống mình nó cũng ổn định một chút, mình không phải vất vả nữa. Thì tuy rằng nó cũng muộn mà nó cũng cái chậm chạp so với mọi người, nhưng mà thôi với mình thì mình cũng xác định là mình đến cái tuổi này mình cũng muốn làm một cái chỗ để mà lúc mình có tuổi vui để mình tựa nhau. Ừ. Dạ, tại vì mẹ chị thì chắc là lớn tuổi rồi ha. Mẹ chị 87 em. Mẹ 87 tuổi rồi, là chị có anh chị em gì không? Chị đâu đâu mà, chị được 7 anh chị em, chị là út. 7 anh chị em, em tưởng chị tên 10, chị là thứ 10 đó. Không, chị có 7 anh chị. Chị là út, vậy là các anh chị thì chị cũng lớn hết rồi đúng không? Lớn hết rồi. Ừ. Ví dụ như mẹ thì cũng 87 rồi, cũng già rồi, nên là sau này 5 năm, 7 năm nữa thì mình cũng phải cần có người trò chuyện đi ra đi vào đúng không? Bây giờ thì trò chuyện với mẹ, vài 3 năm nữa thì phải có người trò chuyện với mình chứ. Dạ. Nhưng mà vậy thì chị Mười thì là ngoài cái năng khiếu, cái điểm mạnh về kinh doanh ra thì chị còn có điểm mạnh yếu gì khác không chị? Chị không nhỉ. Chị không có. Chị có những cái điểm mạnh của chị là nó cũng không có đâu.
Không có luôn hả? Ừ. Không có điểm mạnh gì luôn. Không, rồi chị bây giờ chị mong muốn tìm mẫu người như thế nào? Chị thứ nhất là chị tìm một cái người mà công việc ổn định này. Yeah. Nói chung là cũng có một chút về cái mẹ chị lại rớt hay sao ấy, lại bị hỏng hả em? Rồi bây giờ được rồi, rồi mẫu người đi chị. Mẫu người thì cao giáo em, cũng không cần gì phải là, quan trọng là con người chín chắn em. Dạ. Là phải ở Thái Nguyên hay là ở các khu vực khác thì được chị? Khu vực khác cũng được em. Là chị di chuyển được đúng không? Ngoài Bắc cái chưa, chị vào Nam thì chị không vào được cái các cái tỉnh chỉ quanh quanh Thái Nguyên này được. Dạ, nhưng mà chị bên chương trình bọn em á thì là chỉ có cái hình tại thành phố Hồ Chí Minh thôi, thì chị có vào đây để ghi hình được không? Được mà em. Ừ, dạ rồi, ok. Chị có điểm yêu cầu gì ở bạn trai nữa không? Về ngoại hình, về tuổi tác? Tuổi tác trẻ hơn chị 4-5 tuổi thôi. Chứ còn dạ, nếu mà có nhiều tuổi hơn quá thì chị cũng không thể nào để làm nào mình hòa hợp được ấy. Ừ. Dạ rồi. Ok chị mời ha, hôm nay chỉ là cái buổi phỏng vấn sơ lược thôi, nhưng mà em hy vọng là nếu như mà được chọn để ghi hình á thì là chị sẽ chủ động chị chia sẻ hơn, tại vì em nghĩ là chị chắc là bình thường chị sẽ nói nhiều hơn, chị sẽ chủ động hơn á, tại vì làm kinh doanh cũng mấy chục năm rồi mà, buôn bán cũng năm rồi ngắn mà đúng không? À, cái khoản nói của chị thì nói hay nhưng mà chị làm hơi dở chút đi. Dạ rồi, ok chị ha. Dạ, chị cảm ơn em nhé. Dạ rồi, em chào chị. Dạ dạ. Ừ, chào em. À, Trương Thị Tý, anh đến từ Sóc Trăng. À, chị sinh này, năm mấy chị Tý? Dạ sinh năm 92 chị. Ừ. Rồi mình nói về, mình ở Sóc Trăng thì mình làm công việc gì chị? Dạ em bán thuốc tây. Ừ. Là hiện tại là mình bán cho cái nhà thuốc lẻ hay là mình bán cho hệ thống nào? Dạ em bán cho nhà thuốc lẻ tư nhân vậy, nhà thuốc anh Tuấn. Ừ. Rồi mình nói xíu giúp em về điểm mạnh điểm yếu của chị nha, về sở trường này kia, tật xấu của mình nè, mình nói giúp em ha. Ừ, giống như sở thích thì nói về sở thích thì thích đi ăn uống hoặc đi chơi, với lại thì giống như công việc mình làm thì mình giống như hơi tự ti một chút. Sao tự ti? Là dạng như dao động thì hoạt động thì cũng nhiều, tiếp xúc thì gần gũi cũng nhiều, nhưng mà dạng như không thích mọi người, mà dạng như cái gì thì cứ nói thẳng với mình chứ đừng có nói sau lưng, không thích gì. Nhưng mà mình tự ti về bản thân mình hay tự ti về cái gì á? Không, bản thân mình thì không có tự ti gì hết. Nhưng mà dạng như mình cảm thấy nói chuyện thì cái gì nó rõ ràng hơn chút, chứ đừng có kiểu dạng như nói sau lưng á. Ờ, là chị không thích cái vấn đề đó thôi đúng không? Ừ. Rồi. Về điểm, đó là điểm yếu của chị. Rồi còn còn về tình trường của chị như thế nào rồi? Tình trường là sao chị? Là chị đã trải qua mấy mối tình rồi đó chị? Chị quen ai chưa? Dạ thì giống như là em đang chuẩn bị ly hôn đó. Rồi em chưa quen mối tình nào hết. Là hiện tại là chị ly hôn chưa? Dạ chưa rồi chứ. Mới tại vì tòa chưa giải quyết xong á. Là mới nộp đơn thôi đúng không? Đúng rồi. Nộp đơn là vẫn là còn là vợ chồng trên pháp lý. Chừng nào người ta xong rồi mình mới đi kiếm người khác được em ơi. Dạ. Cái này là em vẫn còn có chồng đó. Hiểu không? Dạ hiểu. Thôi bây giờ thì mình làm xong cái giấy tờ đó đi, rồi mình báo lại với chương trình, rồi mình casting đi ha. Chứ bây giờ dạ, không có giải quyết em 1 năm 2 năm như thế nào nữa. Rồi dạ, mình cast mình mất thời gian em nha. Nhưng mà dạ, đừng có vội. Dạ. Cho nó xong xuôi giấy tờ đi thì mới tham gia được, chứ thôi không ai dám quen em luôn. Dạ. Em đang còn dính líu giấy tờ ai đâu quen em ha. Ừ. Rồi ok em. Rồi vậy nha tí. Dạ cảm ơn chị. Ừ rồi rồi.